Ca phim cầu cứu Thúy Nga, nghệ sĩ đùng bọc nhau, muốn không đồng màn có tình người. cái đây, ca sim Hoàng Vũ bất ngờ bị một số cư dân mạng chỉ trích vì cho rằng anh từ quyên góp tiền ủng hộ cho mình. Trước thông tin này, gian hài Thúy Nga đã lên tiếng ca sim bền nặng. Nên khi mọi người công kích, cũng có tình người một chút. Cô nói, một lần nữa tôi nhắc lại chương trình gây quỹ giúp ca sim không phải do gia đình ca sim kêu gọi anh em nghệ sĩ chúng tôi sau khi biết bệnh tình của ca mới chung tay làm để san sẻ tình nghệ sĩ với nhau. với màn trên mạng xã hội người ta nói gia đình ca đi xin tiền không có chuyện đó ca có lòng từ trọng rất cao ca bị bệnh này với những hai năm trời mà giấu tất cả giấu cả mẹ lẫn người thân không nói cho ai ca nghĩ rằng sẽ chống chọi và qua được bản thân ca từng mổ một lần rồi rất tốn kém. Nhưng sau khi mổ một thời gian, chữa hàm lại sưng lên và ca sim không còn sức lực nữa. Mới nói với một người bạn, người bạn này chia sẻ lên Facebook mới lan truyền tới anh em nghệ sĩ. Lúc này mẹ của ca sim biết truyền và bay qua Mỹ lo cho con. Anh em nghệ sĩ chúng tôi thương ca sim nên mới chung tay đứng ra tổ chức đêm nhạc gây quỷ, bầu xô. Họ tổ chức thì anh em nghệ sĩ từ bay qua diễn, không lấy tiền cắt xe, tất cả đều làm bằng tấm lòng. Một đêm nhạc gây quỷ như vậy thực ra không đáng là bao so với tiền làm phẫu thuật. Mọi người cho vài chục ngàn đô cũng chẳng trang trải được bao nhiêu vì tiền phẫu thuật. Lên đến vài trăm ngàn đô, như nói cho ca sim cảm giác ống lòng. Vì có anh em nghệ sĩ xung quanh quan anh giả để giảm bớt tuổi thần cô quạnh. Sau khi tôi chia sẻ clip đêm nhạc, khán giả đều rất thương ca sim nhưng có một số thành phần bơi móc công kích ca sim. Hậu là lan truyền thông tin tiêu cực. Những người làm vlog, youtube bắt đầu dùng chiêu trò giật tít để câu view bất chấp. Con người không ai hoàn hảo. Ai cũng có đúng, có sai, tôi cũng vậy, nhưng tôi không coi những điều tiêu cực trên mạng xã hội. Nhưng tôi không coi những điều tiêu cực trên mạng xã hội. Hoặc ai có nói xấu, chịu bới gì tôi cũng cười và bỏ qua. Các sĩ hiện tại vẫn đang nằm trong bệnh viện chờ phẫu thuật. Phải dùng thuốc giảm đầu, tôi rất nhiều tiền hàng tháng, các xin phải trả tiền mặt bằng, Tiền nước nhà hàng Tiền nước nhà hàng dù phải nằm Viện không buôn bán được Vậy mà hai bạn Vậy thì liều vài chục ngàn đô quyên góp Được trong đêm nhạc có đủ để trang trải Cho Cassim không Cassim bền rất nặng Nếu mọi người công kích cũng nên có tình người một chút Người ta đã bền tật rồi Thì mong mọi người bớt lại Để người ta đỡ tổn thương Mẹ Cassim tổn thương rất nặng Mấy ngày này khóc rất nhiều Ngày nào cũng gọi cho tôi vừa khóc Vừa nói, thời gian qua cư dân mạng dành nhiều sự quan tâm đến tình hình sức khỏe của ca sĩ Hoàng Vũ. Chứng kiến hình ảnh gầy gò xuống phòng đồ bởi căn bệnh, phim hấp sơn hàm mà khiến khán giả không khỏi lo lắng. Do chi phí điều trị lớn cùng với hoàn cảnh của ca sĩ Hoàng Vũ, nên nhiều nghệ sĩ cùng tổ chức đem nhạc quyên góp tiền để hỗ trợ phần nào cho nam ca sĩ ở giai đoạn này. Tuy nhiên, những ngày qua, một bộ phận cư dân mạng quay xe với ca sĩ Hoàng Vũ Nguồn cơn khiến nam ca sĩ vấp phải phản ứng ngược. cơn khiến nam ca sĩ vấp phải phản ứng ngược được cho là về loạt sa tốt gây tranh cãi trước đây. Cụ thể, netizen đào lại những dòng trạng thái. Nghi ca sĩ Hoàng Vũ cố tình so sánh không hay giữa cuộc sống. Khi ở Việt Nam và lúc sống ở nước ngoài, những ảnh chụp màn hình đăng tải được cho là của ca sĩ Hoàng Vũ chia sẻ và gây ra nhiều luồng tranh cãi. Bên cạnh nhiều bình luận trái chiều, một số netizen cho rằng sự việc về ca sĩ Hoàng Vũ liên tiếng làm rõ, nhiều người hy vọng trước khi nhiều người hy vọng trước khi sự việc được làm sáng tỏ thì không nên quá khích mà tấn công nam ca sĩ. Đến trong thời gian bầu bền, trước phản ứng của netizen, tài khoản mạng xã hội của ca sĩ Hoàng Vũ cũng đã được ẩn đi.